Xin chào anh em. Nay Cường có cây linh sam 86 đang full bông luôn anh em ha. Đây Cường quay cho anh em xem nha. Rất là đã anh em ha. Ủa cái này ngày mai nó còn tím hơn nữa luôn ha. Rất là thơm anh em nha. Nó sẵn có cái dịp nó full bông này Cường quay Cường gửi đến anh em xem ha. Rất là đã luôn nha anh em. Đây. Bông chi chít luôn á. Đó. Thì một số anh em cứ hỏi Cường là như thế nào để cho nó full bông. Cường thì một số anh em khác thì cắt nước, Cường thì không cắt nước nha anh em. Tại vì cắt nước khi mà nó full bông như vậy nó sẽ hại cây ha. Thì quan điểm của Cường là đầy đủ chất dinh dưỡng nha anh em nha. Đầy đủ chất dinh dưỡng. Đó, và mình nuôi đủ nắng thì cây nó sẽ full bông thôi anh em ha. Quan trọng nhất là nắng nè và đầy đủ chất dinh dưỡng ha. Đó thì cây ở vườn Cường thì Cường chăm sóc bằng cách là Cường phun xịt định kỳ cái loại thủy phân này nha anh em. Đã Cường cũng có giới thiệu để chia sẻ với anh em á ha. Cường phun định kỳ. Đó, ví dụ như 12 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày Cường xịt một lần ha. Là cây nó đầy đủ dinh dưỡng và cộng thêm là nó đủ nắng nữa thì lúc đó là nó sẽ cho mình phun bông luôn anh em nha. Đó, như sẵn cây này là nó đang phun bông rồi, Cường quay Cường gửi đó anh em xem ha. Này linh sam 86 nha. Đó, và cây này anh em nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ với Cường ha. Qua số điện thoại là 0374 113366. Hoặc anh em kết bạn Zalo là 093 77 87700 để gặp trực tiếp Cường anh em nha. Đó, còn giá cây này thì anh em cứ liên hệ Cường sẽ báo giá cho anh em ha. Rất là đẹp nha anh em. Đó, cái này nó hơi ngược nắng nên là mình thấy nó hơi chói chói ha. Ở ngoài nhìn đã lắm anh em nha. Full luôn, mặt nào cũng full bông hết luôn ha. Đó. Thì Cường có chia sẻ với anh em ở những cái clip trước á, là cái thủy phân bên Cường là có hỗ trợ ra bông. Đó, và ví dụ như anh em nào chơi hồng ngọc mai hoặc kim quýt hoặc một số cây bonsai có trái nhỏ như hải châu rồi đó, nó sẽ hỗ trợ đậu trái luôn anh em nha. Đó, thì ngày hôm nay là Cường quay một cái clip nhỏ như vậy để gửi đến anh em cùng xem ha. Cây linh sam 86 này full bông anh em nha. Dáng này là dáng bán đổ ha. Rồi, Cường xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.